Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Thông. Hôm nay mình sẽ trình bày cho các bạn về cái hình ảnh nội soi Barrett thực quản nhé. Thì cái thực quản Barrett ấy, thì nó là biến chứng của tình trạng trào ngược kéo dài của dịch vị lên thực quản. Trong cái thực quản Barrett, các bạn có thể nhìn thấy là các vùng niêm mạc này, đó và những vết trợn dài này. Thì trong thực quản Barrett thì lớp biểu mô lát tầng không sừng hóa bình thường ở đoạn dưới thực quản thì nó sẽ được chuyển sản thành biểu mô trụ tiết nhầy kiểu dạ dày ruột. Có lẽ rằng thì đây là một cái sự thích nghi hơn, tốt hơn với môi trường axit gây nên bởi sự trào ngược dịch vị. Thì đại thể biểu hiện của thực quản Barrett nó là một cái vùng niêm mạc có màu đỏ mượt xuất phát từ chỗ nối thực quản dạ dày và nó có thể chạy vòng hết chu vi lòng thực quản hoặc nó phân bố thành nhiều đám rải rác. Cái đặc điểm của nó là gì? Các bạn có thể nhìn thấy ở trên này. Đó, nó tương phản rất là rõ đối với cái màu hồng nhạt của niêm mạc thực quản bình thường là cái vùng khu vực này này. Đấy, và nó khác với cái màu hồng nâu của cái niêm mạc dạ dày ở bên dưới. Đấy, về cái đặc điểm về vi thể thì biểu mô lát tầng không sừng hóa của thực quản bị thay thế bởi biểu mô trụ tiết nhầy kiểu dạ dày ruột. Trong đó chúng ta có thể tìm thấy những cái vùng nghịch sản từ nhẹ cho đến nặng. Đấy, với hình ảnh là nhân tăng sắc có thể xếp chồng chất lên nhau. Thì những cái người ấy mà bị Barrett thực quản thì có nguy cơ carcinom tuyến thực quản tăng khoảng độ vài chục lần so với người bình thường do cái lớp biểu mô trụ chuyển sản có thể sao bị nghịch sản rồi nó có thể trở thành ung thư. Cái này là người ta nhìn rõ trên cái hình ảnh nội soi và có sử dụng thuốc nhuộm thì nó tương phản đi ngành Barrett thực quản.